và công suất của lavabo thì thông thường rất là nhỏ đó, cho nên là để mà với tính chất karaoke với cái độ dày và cái áp lực âm thanh để mà khi chúng ta ca thì bô nó không có đạt được như một số các cái dòng khác, đó là về cái tính chất của hai dòng sản phẩm này. Chào tất cả mọi người, thì chào mừng mọi người chúng ta đã quay trở lại với channel. Thì hôm nay mình làm cái clip để thứ nhất là mình chia sẻ, so sánh và cũng như là giới thiệu tới mọi người về cái sự khác biệt của những dòng sản phẩm, nó có sự khác biệt như thế nào, để mọi người chúng ta nắm được rõ hơn, biết thêm thông tin về các cái dòng sản phẩm để chúng ta lựa chọn cho chúng ta một bộ âm thanh, một cái cặp loa làm sao cho nó phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của chúng ta, về mức giá rồi cũng như công suất, rồi làm sao để cho nó phù hợp với cái nhu cầu và cũng như là căn phòng của chúng ta. Đó. Thì cũng có rất là nhiều quý vị là mua những bộ âm thanh 5, 6, 7 chục, 100 triệu nhưng mà nó cũng không ok, nó cũng không có được hay. Thì một khi âm thanh mà chúng ta ngay từ đầu chúng ta đã sai rồi á thì nó cũng rất khó để sửa lại. Cho nên là mình rất mong mọi người chúng ta tìm hiểu rõ, tìm hiểu nhiều về các cái sản phẩm để làm sao chúng ta nắm thêm, để chúng ta tìm hiểu thêm, chúng ta lựa chọn cho chúng ta một cái bộ âm thanh, hoặc là chúng ta có thể là lựa chọn những đơn vị uy tín để được tư vấn cụ thể, để làm tránh cái trường hợp mà chúng ta mua đồ nhưng về sử dụng không đúng với nhu cầu sử dụng, không đúng với cái mục đích sử dụng của chúng ta, âm thanh nó không ok. Thì khi đó thì thực chất âm thanh khi mà chúng ta đã mua rồi á, mà chúng ta thanh lý bán lại á, thì nó lộ rất là nhiều. Cho nên là ngay từ đầu chúng ta xác định một bộ âm thanh thì chúng ta cũng nên tìm hiểu kỹ, hoặc là lựa chọn một cái đơn vị uy tín để có được một cái sự tư vấn ok nhất, để mà làm sao cho chúng ta lựa chọn cho chúng ta một cái bộ âm thanh ok và hoàn hảo nhất. Rồi thì quay trở lại chủ đề chính của ngày hôm nay, thì hôm nay thì mình muốn làm là để so sánh giữa sự khác biệt của hai thương hiệu, đó là Bose và SE Audio Technique, một thương hiệu tới từ Đức. Bose thì là của Mỹ mọi người ha. Đó. Thì vào hôm nay thì mình so sánh nó là dòng Bose AMU208 và dòng loa SE Audio Technique, dòng IC38. Thì đối với thương hiệu của Bose thì ở thị trường Việt Nam mình đây, thì khi mình nhắc tới Bose thì mình nghĩ rằng cũng rất nhiều người biết tới về cái chất âm và cũng như là về tính chất của nó rồi, cho nên có lẽ là về chất âm thì mình sẽ không có nói nhiều. Mình sẽ test để mọi người chúng ta sẽ nghe thử, chúng ta cảm nhận thử. Còn về thương hiệu SE Audio Technique, một thương hiệu tới từ Đức, thì dòng sản phẩm này thì cũng về thị trường Việt Nam đâu đó khoảng tầm 5-6 năm về trước cho tới nay. Nói chung là khi về thị trường Việt Nam thì cũng được người Việt mình đón nhận rất là ok. Đặc biệt là Thiên Vũ bán cách đây đâu đó khoảng tầm cũng 4 năm rồi mà cũng được khách hàng đánh giá cũng khá là ok. Đó là thương hiệu SE Audio Technique. Đây là một thương hiệu tới từ Đức. Với các thị trường châu Âu thì những dòng loa này thì được cũng rất là phổ biến và được họ rất là ưu chuộng. Còn về thị trường Việt Nam mình thì bởi vì nó cũng mới cho nên là cũng ít người biết tới. Và những cái khách hàng đã từng lắp bị Thiên Vũ, nói chung là Thiên Vũ lắp dòng này cũng các dòng SE cũng khá là nhiều và lắp Bô cũng khá là nhiều. Cứ khách hàng ở bên Thiên Vũ đánh giá cũng rất là ok về thương hiệu SE, về cái độ bền và cũng như cái chất âm của nó. Nói chung là một khi mà chúng ta lựa chọn đúng và chúng ta đúng với nhu cầu sử dụng chúng ta thôi là nó hay thôi. Đó là về tính chất âm thanh. Ok, thì đầu tiên là về phần thiết kế. Thì như dòng mà IC38 này thì được thiết kế đó là 8 driver và kích thước cũng rất là nhỏ gọn, thì chiều rộng của loa kích thiết kế đâu đó là cũng chỉ có khoảng tầm 11 cm thôi. Đó. Còn thiết kế của AMU208 này thì được thiết kế với 3 driver, 2 driver bass và 1 driver jack, và cái kích thước bề rộng của nó thì đâu đó khoảng tầm là 23 cm. Thì về cái mặt chiều rộng của nó thì chúng ta thấy là nó đã là gấp đôi đấy mọi người. Đó. Và quý vị nào chúng ta muốn thon gọn rồi là muốn eo thon rồi là này kia thì chúng ta có thể lựa chọn dòng IC38 này đó. Còn quý vị nào có không gian lớn hơn một chút, chúng ta muốn là loa chúng ta to hơn một xíu thì chúng ta có thể lựa chọn dòng AMU này với kích thước chiều rộng của nó là
đâu đó là 23 cm, thằng này thì đâu đó chỉ có 11 cm thôi. Thì như bọn mình cũng đã có nói thì thời đại càng ngày càng phát triển, là vấn đề làm sao mà ngon nhưng còn phải đẹp nữa, thì bây giờ là cái xu hướng đó cũng rất là cao. Rất nhiều quý vị là muốn là sử dụng những cái dòng loa nào mà nó rất là nhỏ, rất là gọn, mà âm thanh nó phải cho ra hay, phải cho ra áp lực. Thì bây giờ những cái hãng như thế này thì họ đã cố tình thiết kế những cái loa nó bé và gọn như thế này để cho nó phù hợp với cái nhu cầu khách hàng của hiện tại đó. Và tiếp đến thì công suất của hai dòng loa này có sự khác biệt như thế nào, về thông số đáp ứng tần số của nó như thế nào? Thì dòng IC dòng IC38 thì khi mình xem cái thông số á, thì cái đáp ứng tần số của nó đâu đó là từ 180 cho đến tới là 20 kHz. Còn dòng AMU thì đâu đó là từ 80 cho đến tới là 16 kHz. Thì như vậy thì để mà đáp ứng xuống tần dạng tần số thấp á, thì bô nó xuống được thấp hơn so với là IC38. Nhưng mà đây có phải là một vấn đề nó quan trọng hay không nữa? Bởi vì sao? Bởi vì khi chúng ta sử dụng hai dòng loa này, đòi hỏi chúng ta bắt buộc phải sử dụng súc. Đó, cho nên là cái vấn đề mà khả năng đáp ứng cái tần số thấp này đối với mình, đối với cá nhân mình thì mình cũng chưa quan trọng lắm. Bởi vì mình đã dùng súc rồi. Mà súc thì mình nếu mà sử dụng loa IC38 thì súc thì mình sẽ cho đánh đâu đó khoảng từ 120Hz trở xuống để súc nó bù được cái dải lâu, dải bát này kia. Đó, còn sử dụng cho nếu súp sử dụng cho AMU208 thì mình sẽ cho súp đánh đâu đó khoảng từ tầm 100 gì đó trở về đó. Thì nói chung là cái vấn đề mà cái tần đáp ứng tần số thấp giữa hai dòng loa này thì mình cũng không có quan trọng lắm đó, vì mình đã dùng súp rồi. Đó là về cái đáp ứng tần số. Rồi về công suất thì nó có khác biệt như thế nào? Về công suất thì dòng IC38 thì công suất đạt đâu đó là 400W và SPL của nó đạt đâu đó là 96 dB. Còn bô AMU thì công suất của nó đạt đâu đó là 300W và SPL nó đạt đâu đó là 95 dB. Thì như vậy là nó thấp hơn 1 dB và công suất cũng thấp hơn là 100W. Đó là về cái sơ lược về cái thông số của hai dòng sản phẩm này. Và khi chúng ta lựa chọn loa thì cái công suất chúng ta chú ý một phần, nhưng mà chúng ta cũng cần chú ý tới SPL của nó đạt là như thế nào. Đó là về cái tính chất mà khi chúng ta lựa chọn loa. Thì vừa rồi đây là cái mình sơ lược đôi chút về cấu trúc thông số của hai dòng sản phẩm này và cũng như là thương hiệu của hai dòng sản phẩm này. Đối với thương hiệu của Bô thì chắc mọi người chúng ta cũng mình cũng không cần phải giới thiệu nhiều về thương hiệu của Bô. Còn thương hiệu của SE thì những quý vị nào đã từng sử dụng và những khách hàng nào đã lắp ở Thiên Vũ rồi thì có thể là cho đôi lời cảm nghĩ đó. Còn trước giờ thì mình có nhận được rất nhiều đánh giá của khách hàng là dòng này cũng khá là ok về cái tính chất độ bền và về chất âm của nó rất là bền, nó chất rất là trâu luôn mọi người. Những cái mà mình đang đánh giá đây là mình đánh giá dựa trên thực tế trải nghiệm 4 năm rồi, và hôm nay thì mình có đánh giá sơ qua chứ không phải là mới mang về mà mình đánh giá. Về cái độ bền của SE thì mình thấy nó rất là ok luôn mọi người. Những dòng loa Column Array của SE, họ không biết họ cái cấu trúc của loa của họ như thế nào, nhưng thực chất thì mình nói phải gọi là rất là định về cái độ bền của dòng này. Loa đường kính đâu đó chỉ có là 10 cm thôi, nhưng mà nó rất là bền và rất là trâu. Và khi chúng ta mở áp lực lớn, cảm giác nó rất là ok, nó không có bị over như một số của hãng khác. Đó là về cái hay mà mình thấy. Rất nhiều trường hợp mà hôm bữa mình cũng đã có vô tình mình ghé khách hàng rồi kiểm tra lại hệ thống cho họ một chút, dây nhựa này kia nó bị tụt một chút, thì mình khi mình nghe lại á, mình thấy cái độ suy hao của nó cực kỳ ít luôn mọi người. Ví dụ như là dòng loa C6 này, rồi dòng loa MF3 sát này kia, khi mình quay trở lại nhà khách hàng để mình luôn tiện mọi người, mình ghé vô khách để mình chơi và mình để kiểm tra lại một chút, khi mình nghe lại thì mình thấy là cái độ suy hao và cái chất lượng của nó giảm rất là ít. Chúng ta phải hết sức chú ý sau thời gian 5 năm sử dụng mà nó còn giữ nguyên được cái chất như khi mới luôn mọi người, thì mình thấy được là một cái độ bền của nó
nó như thế nào rồi mọi người ạ. Thì thực chất là mình đánh giá ở trên thực tế, và những quý khách hàng nào đã sử dụng bên mình thì họ họ cũng biết được rồi, và họ cũng nắm được rồi về cái độ bền của cái thương hiệu SE này. Rồi về chất âm thì hai dòng sản phẩm này nó có sự khác biệt như thế nào? Đặc biệt là dòng Bose AMU 208 này. Thì về cái đoạn cái bản chất của Bose mọi người, thì khi chúng ta nghe những dòng nhạc bolero, những dòng nhạc nhẹ này kia thì nó cho ra rất là mượt và cũng rất là chi tiết. Đó, đặc biệt là những dòng bolero này kia. Về tính chất của Bose thì sẽ ưu biệt hơn một chút về cái vấn đề khi chúng ta nghe nhạc nó sẽ tối ưu hơn. Nhưng còn về và nhưng ngược lại thì cái giá của nó cũng sẽ tối ưu, cái giá của nó cũng đi theo với cái mức độ của nó. Giá thì đâu đó là cũng sấp xỉ gần gấp đôi so với dòng này rồi, thì chắc chắn rằng là nó phải có sự ưu biệt hơn. Rồi về cái giọng ca vocal thì nó như thế nào? Thì đặc trưng của Bose thì nó sẽ tập trung tới vấn đề cái khả năng tái tạo độ chi tiết và độ mộc. Bose thì khi chúng ta ca ở trên loa Bose á, thì chúng ta cảm nhận được rằng là nó rất là chi tiết, cho nên là nó sẽ phù hợp như thế nào, phù hợp ví dụ như mà những anh ca sĩ hoặc là những quý vị nào chúng ta có những giọng hát tốt, giọng hát hay, cách xử lý tốt trong vấn đề ca hát, thì chúng ta có thể lựa chọn những dòng loa Bose như thế này để nó cho ra được một cái âm thanh gọi là chi tiết và mộc mạc nhất. Nhưng mà ngược lại thì cái khuyết điểm của nó cũng là như thế nào? Nhu cầu chúng ta sử dụng cho karaoke phổ thông thì mình nghĩ rằng chúng ta ca cũng là ở mức tầm trung thôi, chứ không phải là chúng ai cũng ca hay ca tốt cả. Cho nên là mình sẽ phụ thuộc vào cái nhu cầu của chúng ta để chúng ta lựa chọn sao cho nó phù hợp. Thì ví dụ như chúng ta ca ở mức độ tầm trung vừa thì chúng ta có thể lựa chọn dòng IC38 này, bởi vì là nó sẽ nâng giọng hát cho chúng ta một chút, nó sẽ che bớt cái khuyết điểm mà khi chúng ta ca đó. Cái thứ hai nữa là cái áp lực và cái độ dày ấy, thì khi chúng ta ca với một cái áp lực lớn, ví dụ như chúng ta cầm sát mic vào, chúng ta la hét, chúng ta gào thét này kia thì loa nó đáp ứng được rất là ok. Còn như loa Bose mà khi chúng ta gào hét, chúng ta thét thì cái âm của nó sẽ bị over. Đó là về cái sự khác biệt. Còn để mà đạt được một cái công suất thật cực đại, cực lớn ở thương hiệu Bose thì cái giá thành của nó cũng là cực đại, cực lớn luôn. Đó, thì khi đó chúng ta nó mới đáp ứng được với vấn đề là chúng ta ca hát là thoải mái, chúng ta gào, chúng ta thét, nó mới đáp ứng được. Còn những cái dòng loa Bose với công suất thấp mà chúng ta gào hét thì Bose nó không thể nào đáp ứng được. Đó là về cái tính chất ca. Thì thực chất thì Bose cũng không có phải là ưu biệt lắm cho vấn đề là karaoke. Nói chung là nó không được ưu biệt cho lắm đâu. Đó là về tính chất karaoke. Về tính chất karaoke thì hầu như là ở thị trường Việt Nam mình đâu đó là hình như là JBL, rồi là một số dòng thương hiệu khác. Rồi tính chất của dòng loa SE thì nó cũng xem tính chất giống như của JBL này kia, về cái chất âm này kia, thì nó thịnh hành hơn cho vấn đề karaoke. Và về sau này đây thì Bose mới tập trung tới vấn đề là các cái dòng công suất lớn phù hợp cho giới karaoke. Còn như hồi xưa thì Bose ra cũng rất ít dòng, và công suất của loa Bose thì thông thường rất là nhỏ đó. Cho nên là để mà với tính chất karaoke, với cái độ dày và cái áp lực âm thanh để mà khi chúng ta ca thì Bose nó không có đạt được như một số các cái dòng khác. Đó là về cái tính chất của hai dòng sản phẩm này. Thì về tính chất âm thanh, về cái chất âm thì mọi người có một cái gu nghe khác nhau. Thì mình sẽ không có nói nhiều, nó sẽ không khách quan cho lắm. Và mình muốn mọi người chúng ta có thời gian chúng ta ghé showroom. Và ở clip sau thì mình sẽ quay test hai dòng này, và để mọi người chúng ta được nghe và được trải nghiệm thử chất âm của hai dòng này, nó có sự khác biệt như thế nào về cái chất âm. Ok, thì clip thì mình cũng tổng quan sơ qua đôi chút như vậy thôi, để mọi người chúng ta nắm bắt thêm các dòng sản phẩm. Còn để mà đánh giá một cách chi tiết, khách quan về thực chất âm thanh mà chúng ta phải nghe mọi người ạ. Phải nghe thì chúng ta mới đánh giá một cách khách quan được. Còn nói thì cũng chỉ là một mức độ nào đó thôi, cũng chỉ là mình nói thôi, chứ mọi người đã nghe đâu, mọi người đã nghe đâu mà mọi người đánh giá được. Cho nên là mình rất mong mọi người chúng ta ghé bên mình để chúng ta nghe thử, chúng ta đánh giá thử.
Và ở clip sau thì mình sẽ phối ghép và mình sẽ cho mọi người chúng ta nghe và đánh giá hai cái dòng sản phẩm này mọi người ha. Clip thì mình sẽ dừng tại đây. Thì nếu mọi người thấy ok thì cho mình một like, share, subscribe. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo.